Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các huynh đệ. Báo cáo với mọi người. Bây giờ là 11 giờ 30 rồi, 11 giờ 30 hơn tí rồi nha. Giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ nốt trước đài này rồi cũng đi ngủ rồi, mắt nó cứ díu rồi nha. Trước đài này là đài nội địa của Nhật Bản, đài Sony. Thế nhưng mà đồng chí bạn là mình, đồng chí đã chuyển điện 220V rồi nha. Tình trạng hoạt động của nó: đĩa CD Trần Văn Tịt, băng cassette Trần Văn Tốt, radio AM FM Trần Văn Nét. Thì băng AM thì đương nhiên rồi, bao giờ nó cũng chỉ được có một sóng nét thôi nhá. Bây giờ 11 rưỡi rồi, xem AM nó còn gì không. Băng sóng AM đó, nó còn thức cũng hay, nó đi ngủ rồi. AM này em 99,9 MHz, kênh radio ca nhạc được yêu thích, phủ sóng toàn quốc với nhiều chương trình hấp dẫn. Ai âm đấy? FM 95,6 MHz, kênh radio thật. Ê, ai âm nhá này? Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đấy. Và các cửa ngõ ra vào thành phố. Quá nét. FM 610 kHz, kênh radio thời sự. Nước. Ai âm đấy? Ai âm có một sóng nét rồi nhá. Trực tiếp kết quả xổ số ký kết trên kênh AM 610 đấy, ai làm đấy? Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH đón chờ những con số tài lộc từ dòng quân may mắn giao đúc 16:15 thứ đấy, hai trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp, 16:00 thứ ba trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu, 16:00 thứ tư trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng, 16:15 thứ năm trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận, 16:10 thứ sáu trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long, 16:15 thứ bảy trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An, xổ số kiến thiết Đất Nước Lợi Nga. Phải rút ra nhỉ, rút ra này. Bùi em với các cháu đang ngủ. Bùi em với các cháu đang ngủ. Thông cảm, mai mới test được. Đây. Đây, volume to nhỏ đây, chỉnh âm sắc đây. Đây, đây radio đây. Nha. Thế như con này xem nào. FM nó lên đến 108 đi. Từ 76. 76 76 nhưng mà lên cái chỗ này là bắt tivi, nhưng mà mình kiểm tra là vẫn đủ đài lên 92 này, còn chỗ này là 1 2 3 4 bắt tivi này. Thế nhưng mà nó vẫn bắt đủ đài nhá. Đấy, nó vẫn bắt đủ đài đấy. Đài 102,7 nó vẫn bắt bình thường nhá. Đấy, băng cassette chạy tốt, tua đi tua lại tạm dừng các kiểu. Âm thanh to rõ nhá. Âm thanh to rõ. Đài của Nhật Bản mà, đài nội địa. Đấy. Thì chiếc đài này thôi nhanh gọn để còn đi ngủ. Nhắc lại với lại các sư, à đây tèm nó đây. Không biết nó là đài gì. Đây tèm này. Đây này. Sony này. C. CFD8 đây này. Model này. CFD8 này. Đấy. 100V này, sản xuất ở Indonesia này. Nhưng mà 100V này đồng chí bạn mình, đồng chí đã chuyển điện 220 rồi nhá. Đồng chí đã chuyển điện 220 ở đây mặt dưới của nó đây. Đấy. Cơ bộ cơ của cái con đài này rất chi là khỏe nhá. Bộ cơ của cái con đài này rất rất chi là khỏe. Đây. Cơ rất chi là khỏe. Bánh tì đây, đồng chí bạn này mình đồng chí thay mới rồi nhá. Đấy, cơ rất chi là khỏe. Play sờ tay đây là giữ, phải giữ mạnh nhá, giữ chắc tì chắc như kiểu là núm đấy. Tay lấy tay núm vào nhá. Sờ vào cái núm như nào thì sờ vào đúng như thế. Nhưng mà tì vào một lực mạnh thì nó mới gì, chứ tì nhẹ cái là nó cuốn trôi bằng trôi tay đi. Đấy. Thế cái con đài này để chỗ này bị bong sơn này này. Con đài này cung cấp mà với một cái mức thóc cho nó nhanh gọn nha. Đấy, radio tốt, băng cassette tốt, nhanh gọn để ngày mai có như thế đóng vào thùng xốp nha.
350.000 đồng. 350.000 đồng cho chiếc đài Sony này, nghe radio và băng cassette. Thế còn đĩa thì Trần Văn Tịt rồi nha. Hồi ngắn gọn như vậy, xin phép dừng clip ở đây để đi ngủ rồi. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci beaucoup.